Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thu ngân sách tỉnh, dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tuyên dương doanh nghiệp doanh nhân tuân thủ tốt chính sách pháp luật thuế năm 2023 do Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Năm 2023, với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm trọng điểm của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thanh Hóa đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thách thức và giữ được mức tăng trưởng kinh tế cao. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,01%, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 43.200 tỷ đồng. 9 tháng năm 2024, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 12,46%, đứng thứ hai cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 42.700 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 26.000 tỷ đồng, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ, trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước. Có được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của ngành thuế với các cấp, các ngành có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng các doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh. Nhiều doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực vượt khó, năng động sáng tạo, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tuân thủ tốt chính sách pháp luật thuế nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi ghi nhận và biểu dương những nỗ lực đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, đồng thời biểu dương cán bộ, công chức ngành thuế Thanh Hóa đã đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người nộp thuế hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt khó để đưa doanh nghiệp phát triển, đồng thời nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế, kê khai thuế trung thực, nộp đúng, nộp đủ các khoản thuế vào ngân sách nhà nước. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị ngành thuế Thanh Hóa duy trì hoạt động đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện tốt phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực thi chính sách pháp luật thuế. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ công chức ngành thuế, tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả nhiệm vụ thu, chống thất thu, phấn đấu đạt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2024 ở mức cao nhất. Tại hội nghị, 89 doanh nghiệp cá nhân có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh và đóng góp vào ngân sách nhà nước năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa đã được tặng bằng khen của Ủy ban dân tỉnh, giấy khen của Tổng cục Thuế và Cục Thuế Thanh Hóa.